Mới đây, TikToker đình đám Nguyễn Việt Phương Thoa, hay được gọi là chị Google, nhận được đông đảo sự quan tâm từ dân tình khi khoe cơ ngơi của mình. Dưới bài viết thông báo việc tậu nhà mới, TikToker 1999 chia sẻ, mua nhà phố nhưng vẫn ở thuê chung cư nha mọi người, tại thích ở chung cư hơn. Qua những lời chia sẻ của nàng TikToker triệu view này, khán giả dễ dàng nhận thấy cô là người không dễ thay đổi thói quen, vẫn muốn ở nơi cũ dù đã có được căn nhà của riêng mình. Chia sẻ thêm về những khó khăn vất vả mà bản thân đã trải qua sau 5 năm tại thành phố phồn hoa và nỗ lực không ngừng để đạt được thành quả như ngày hôm nay, Phương Thoa không khỏi bồi hồi trước niềm hạnh phúc lớn. Mình không sinh ra từ vạch đích, cũng giống như bao đứa con xa quê vào Sài Gòn. Mình vừa học vừa phục vụ quán cà phê, một tiếng chỉ được 11.000. Những ngày nghỉ thì mình đi làm PC, đứng cả ngày trời trên giày cao gót cũng chỉ được 130.000 đến 160.000. Lúc đó mình chỉ mong đỡ đần ba mẹ, giúp ba mẹ có cuộc sống tốt hơn, xây nhà cho ba mẹ, trả nợ cho ba mẹ. Và bây giờ, ngoài thực hiện được những điều đó ra, mình còn thưởng cho bản thân một căn nhà ở Sài Gòn ở tuổi 23. Đối với nhiều người, gia đình là hậu phương vững chắc, còn đối với mình, gia đình là động lực để mình cố gắng. Thời gian qua em đã làm rất tốt rồi, bây giờ hãy sống cho em, ngừng mạnh mẽ, ngừng gồng gánh. Dân mạng bày tỏ sự khâm phục trước bản lĩnh của cô nàng giỏi giang xinh đẹp và gửi lời chúc mừng đến thành quả ngày hôm nay của cô. Trước khi nổi tiếng, cùng biệt danh em gái chị Google, Phương Thoa đã là gương mặt thân quen trên TikTok cũng như một số quảng cáo của nhiều nhãn hàng. Ngoài ra, hot girl sinh năm 1999 từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp và cũng đạt được các giải thưởng như Á khôi 1 của Miss Cyber Mio 2017, Top 30 hoa khôi sinh viên Việt Nam 2017. Cô từng tham gia cuộc thi siêu mẫu Việt Nam và nhận được bình chọn cao trên mạng xã hội. Sau thời gian tạo được sự chú ý, Phương Thoa tiếp tục được nhiều bạn trẻ nhớ mặt quen tên hơn khi tham gia diễn xuất trong chuỗi tập phim ngắn Chủ tịch Giả vờ và Cái kết. Chính khả năng diễn xuất thu hút, biểu cảm tự nhiên đã giúp hot girl Quảng Ngãi nhận được không ít sự thiện cảm và các ý kiến bình luận tích cực. Tính đến thời điểm hiện tại, hot girl sinh năm 1999 này đang sở hữu lượng theo dõi trên TikTok lên đến 5 triệu lượt, một con số đáng mơ ước. Ngoài sự nghiệp ổn định được yêu mến bởi tính cách khùng đáng yêu qua nhiều đoạn video hài hước, Phương Thoa còn là cô nàng khiến công chúng xao xuyến trước ngoại hình xinh đẹp. Vẻ đẹp hiện tại của hot girl này được đánh giá là ngày càng nóng bỏng, gợi cảm hơn bao giờ hết với vóc dáng chuẩn từng cm. Không khó để nhận ra trên trang cá nhân của mình, mỹ nhân sinh năm 1999 nhận về nhiều lời khen ngợi xuất sắc từ dư luận trước loạt hình ảnh khoe nhan sắc ấn tượng. Cách đây không lâu, Phương Thoa khiến netizen ngỡ ngàng khi thông báo chia tay với bạn trai. Sau 3 năm yêu nhau và sống chung một nhà, Việt Phương Thoa, nữ chủ tịch giả danh nổi tiếng top đã công khai chia tay Chí Thành. Phía nhà gái tiết lộ tình yêu và hôn nhân là hai chuyện khác nhau. Tình yêu của em cứ lớn dần và trưởng thành, nhưng cũng chính sự trưởng thành đó đã kết thúc một mối tình. Về phía Chí Thành, anh cho biết, mặc dù đã khóc lóc níu kéo nhưng không thể cứu vãn được cuộc tình nên cũng đã quyết định buông tay. Sau đó, bạn trai cũ của Việt Phương Thoa bất ngờ đăng story đạo lý hậu vài ngày chia tay. Theo đó, Chí Thành đã đăng bức ảnh selfie của anh, phía sau là hậu trường của một buổi ghi hình. Vốn là một diễn viên, vậy nên không khó để nhận ra, anh chàng đã gác lại những lùm xùm chuyện tình cảm vào việc trở lại. Bên cạnh đó, Chí Thành cũng không quên viết một tràng những dòng đạo lý trên story của mình. Anh cho biết, sự may mắn luôn được đánh đổi bằng một thứ gì đó của chính mình, nên đừng trông mong gì cả, giữ tâm vững chãi, lòng an yên, điều tươi đẹp tự khắc đến. Về Phương Thoa có thể thấy, hậu chia tay, cô nàng có thần sắc tốt, công việc suôn sẻ, tập trung cho sự nghiệp.